Thiên Phước và Kim Quý kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý bà con, dịch sâu bệnh gây hại đang tấn công nhiều loại cây trồng. Trong khi đó, câu chuyện về quản lý thuốc bảo vệ thực vật cũng đang có rất nhiều điều đáng quan tâm. Những nội dung đáng chú ý này cùng với những tin tức nông nghiệp được cập nhật từ Lâm Đồng sẽ được chúng tôi chia sẻ với quý bà con trong 365 ngày chuyển động hôm nay. Xin mời quý bà con cùng quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Lâm Đồng triển khai nhóm giải pháp để phát triển bền vững ngành dâu tầm tơ trong 5 năm tới. Lâm Đồng hiện có khoảng 17% diện tích gieo trồng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Sau tấn công mía tại Gia Lai và rừng tràm ở Hậu Giang, người dân bất an vì chưa có biện pháp phòng trừ hữu hiệu. Chuyện nhà nông bỏ phố lên rừng trồng sầu riêng. Thưa quý bà con, thống kê hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đang phát triển khoảng 6.800 hectare diện tích đất sản xuất cây dâu tầm, chiếm gần 70% diện tích cây dâu tầm cả nước. Hàng năm đạt sản lượng thu hoạch gần 124.700 tấn lá dâu, 9.000 tấn kén và chế biến gần 1.200 tấn tơ. Nhằm phát huy hơn nữa thế mạnh ngành sản xuất này, thì tỉnh Lâm Đồng vừa thông qua kế hoạch phát triển bền vững ngành dâu tầm tơ trong 5 năm tới. Trong đó tập trung đánh giá, phân tích thực trạng, xác định các nhóm giải pháp tương ứng để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xác định trong 5 năm tới, 5 nhóm giải pháp phát triển bền vững ngành dâu tầm tơ bao gồm tăng cường nghiên cứu sản xuất, chủ động nguồn giống trứng tầm, chuyên môn hóa các cơ sở nuôi tầm con, ưu tiên chuyển đổi những giống cây dâu được công nhận tại Việt Nam như S7CB, TBNL03, VA201, TBNL05, mở rộng liên kết, phát triển vùng nguyên liệu gắn với nhà máy ươm tơ, dệt lụa, phát triển làng nghề trồng dâu nuôi tầm gắn với du lịch để quảng bá sản phẩm, thu hút các thành phần kinh tế có năng lực để đầu tư các vùng nguyên liệu dâu tầm ổn định, hỗ trợ chuyển đổi diện tích đất lúa một vụ, đất trồng cây công nghiệp dài ngày kém hiệu quả sang trồng cây dâu tầm, khuyến khích hỗ trợ các đơn vị xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu trong và ngoài nước. Triển khai đồng bộ 5 nhóm giải pháp vừa nêu, ngành dâu tầm tơ Lâm Đồng phấn đấu đạt được các mục tiêu cụ thể đến năm 2023 là ổn định 8.500 hectare diện tích dâu lai, 2.000 hectare dâu ứng dụng công nghệ cao, tổng sản lượng là 210.000 tấn lá dâu. Thưa bà con, hiện tổng diện tích gieo trồng cả tỉnh Lâm Đồng đạt khoảng 328.617 hectare, đạt 85,5% so với kế hoạch và tăng 3,7% so với cùng kỳ. Đáng chú ý là trong số này có khoảng 17% diện tích gieo trồng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Theo thống kê, trong tổng số 328.617 hectare thì diện tích gieo trồng cây hàng năm là 71.943 hectare, đạt 56,3% so với kế hoạch năm. Diện tích cây lâu năm 256.673,8 hectare, đạt 100,1% so với kế hoạch năm. Tính đến tháng 6 năm 2019, diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao toàn tỉnh đạt 56.403 hectare, chiếm khoảng 17% diện tích gieo trồng cả tỉnh. Trong đó, 22.142 hectare rau, 2.751 hectare hoa, 146 hectare dược liệu, 6.108 hectare chè, cà phê 19.246 hectare, lúa 4.515 hectare, 860 hectare cây ăn quả, cây đặc sản là 155 hectare và cây trồng khác là 480 hectare. Liên quan đến công tác hỗ trợ vốn sản xuất cho bà con, theo thống kê tính đến hết tháng 6 năm 2019, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã cho nông dân vay xấp xỉ là 43 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi. Ngoài ra, qua liên kết với các cấp hội, nông dân được vay xấp xỉ 1.500 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách và Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ngân hàng Liên Việt Postbank để phát triển sản xuất kinh doanh. Đáng chú ý, các công ty cũng bán trả chậm cho nông dân 1.125 tấn phân bón các loại trị giá trên 9 tỷ đồng. Nông dân các cấp cũng tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới với đóng góp trên 3,7 tỷ đồng, 7.000 ngày công, hiến trên 20.000 m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Các nông hộ giúp nhau trên 1,6 tỷ đồng không lãi, trên 6.000 ngày công, hỗ trợ gần 90.000 cây giống, con giống để các hộ khó khăn vươn lên. 6 tháng cuối năm, Hội Nông dân tiếp tục nhiệm vụ hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Liên tục chương trình, sau tấn công mía tại Gia Lai và rừng tràm ở Hậu Giang, người dân bất an vì chưa có biện pháp hữu hiệu để phòng trừ. Con số hôm nay, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ mang về hơn 4 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm 2019. Chuyện nhà nông bỏ phố lên rừng trồng sầu riêng.
Thưa quý bà con, thời gian gần đây, nông dân ở tỉnh Hậu Giang vô cùng lo lắng vì xuất hiện tình trạng sâu ăn lá cắn phá cây tràm, chủ yếu là cây tràm Úc. Cây tràm sau khi bị sâu ăn lá tấn công sẽ phân tàn dù và chậm phát triển. Sâu ăn lá xuất hiện tại nhiều khu vực tràm ở tỉnh Hậu Giang, nhất là tại huyện Phụng Hiệp. Theo thống kê của huyện Phụng Hiệp, hiện trong số hơn 1.000 hectare tràm do người dân quản lý, thì trong tháng qua đã có hơn 100 hectare tràm bị sâu ăn lá tấn công, chủ yếu là tràm ở giai đoạn tuổi từ 6 đến 24 tháng tuổi, với tỷ lệ thiệt hại từ 50 đến 70% lá trên cây. Nhiều diện tích tràm có mật độ sâu gây hại từ 300 đến 500 con một mét vuông. Sâu ăn lá trên tràm có thân hình bằng đầu đũa, mình trơn, không có lông, thân màu xanh và có sọc đen trên lưng. Thức ăn của chúng chủ yếu là lá và đọt non của cây tràm. Nếu một công tràm Úc sau 3 năm trồng không bị sâu hại tấn công, khi thu hoạch sẽ cho lợi nhuận từ 15 đến 18 triệu đồng. Còn nếu bị sâu ăn lá tấn công, không phục hồi và phát triển được, thì lợi nhuận chỉ đạt từ 4 đến 5 triệu đồng, thậm chí nhiều diện tích bà con phải đốn bỏ. Cũng liên quan đến tình hình sâu hại, thưa bà con, sâu non xén tóc đang bùng phát và gây hại trên diện rộng ở cánh đồng mía lớn tại thôn 6, xã Đông, huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai. Cánh đồng mía lớn rộng 35 hectare này của bà con dân tộc Tày, Ba Na tại thôn 6, xã Đông đang từng ngày bị sâu non xén tóc xâm hại với mật độ sâu khá dày, từ 8 đến 10 con một gốc mía. Chỉ sau một thời gian ngắn bùng phát, bước đầu đã có gần 5 hectare mía bị sâu tàn phá, với đặc điểm chung đó là mía bị ăn hết phần lõi, dẫn đến vàng lá rồi chết. Bà con lúc đầu thì cũng khó phát hiện lắm, bởi vì là trong cái một thời gian đó là mà thấy có cái hiện tượng là cái cây mà nó chết héo dần là nguyên nhân sao bà con mới đào xuống. Đào xuống là cũng sâu, mật độ sâu của nó cũng khoảng cứ tầm 10 phân đến 15 phân là bắt đầu mới có thấy con sâu. Tiếc nhưng mà sâu đã ăn thì phải phá thôi. Thì là gia đình không biết như thế nào. Sâu non xén tóc bùng phát đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của bà con nông dân xã Đông, mà trước mắt hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số vốn còn có nhiều khó khăn. Nếu không có giải pháp can thiệp kịp thời, chắc chắn thời gian tới không chỉ diện tích mía trên cánh đồng lớn bị thiệt hại mà rất có thể sẽ lây lan sang 400 hectare mía trên địa bàn toàn xã, thậm chí có thể lan rộng ra địa bàn các xã khác. Tình hình sâu bệnh gây hại cây trồng diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Thế nhưng điều đáng buồn là hiện nay hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại nhiều nơi vẫn chưa được kiểm soát tốt, dẫn đến nguy cơ nông dân mua phải thuốc giả, thuốc kém chất lượng, giảm hiệu quả phòng trừ sâu bệnh gây nguy hại cho mùa màng. Tại tỉnh Đắk Lắk, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết, 6 tháng đầu năm nay, đơn vị đã thực hiện 2 đợt thanh kiểm tra các quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật tại 133 lượt cơ sở trên địa bàn. Qua đó, phát hiện 21 cơ sở vi phạm, chiếm hơn 16,5% tổng số cơ sở đã thanh tra. Các vi phạm chủ yếu là buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng, kinh doanh hàng hóa trên nhãn có hình ảnh, hình vẽ, chữ viết, dấu hiệu, biểu tượng, huy chương, giải thưởng và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó, giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đã hết hạn. Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk đã xử phạt vi phạm hành chính 21 cơ sở vi phạm, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở khắc phục và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan. Xin được chuyển đến một thông tin rất đáng chú ý khác liên quan đến câu chuyện về thuốc trừ cỏ đang xôn xao những ngày qua. Thưa bà con, paraquat và 2,4-D là hai hoạt chất có độ độc cao mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có quyết định loại khỏi danh mục được phép sử dụng kể từ tháng 1 năm 2017. Lộ trình giảm thiểu và tiến tới loại bỏ hẳn là trong vòng 2 năm, có nghĩa là từ tháng 2 năm 2019, paraquat và 2,4-D đã không được phép nhập khẩu và kinh doanh sử dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên, thống kê đến thời điểm này, cả nước vẫn còn tồn 208 tấn hoạt chất paraquat chưa tiêu thụ hết, đòi hỏi cần phải có phương án xử lý theo quy định. Về phương án xử lý 208 tấn paraquat còn tồn động, Cục Bảo vệ Thực vật đã có công văn gửi doanh nghiệp hướng dẫn, trong đó cho phép doanh nghiệp An Nông tiếp tục kinh doanh thuốc chứa paraquat đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay. Và chính sau công văn này, dư luận đã đặt câu hỏi, có hay không việc Cục Bảo vệ Thực vật nới tay cho doanh nghiệp có thêm thời gian kinh doanh thuốc mà trước đó chính đơn vị này đã loại ra khỏi danh mục được phép kinh doanh. Trả lời câu hỏi này, Cục Bảo vệ Thực vật cho rằng, do từ tháng 1 năm 2019, Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh Thuốc Bảo vệ Thực vật đã kiến nghị Cục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, trong đó có hướng xử lý số thuốc chứa hoạt chất paraquat còn tồn động. Cục này đã cho phép doanh nghiệp trên tiếp tục kinh doanh, bởi quan điểm của Cục là việc thu hồi tiêu hủy một khối lượng lớn thuốc như vậy là không khả thi. Cái việc mà thu gom để tiêu hủy là rất khó khăn và hầu như không khả thi, bởi lẽ người dân vẫn còn đang sử dụng, và cái việc nếu chúng ta áp dụng các biện pháp xử lý hành chính thì dẫn tới cái việc là có thể là người dân sẽ vứt bỏ ra môi trường và gây ra
ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cũng như là vật nuôi. Chính vì thế, Cục Bảo vệ thực vật cũng cho rằng cần phải có thêm thời gian. Paraquat là hoạt chất có trong các loại thuốc trừ cỏ, được Tổ chức Y tế Thế giới kết luận có thể gây ung thư nên đã bị cấm sử dụng ở 40 quốc gia. Xin được thông tin thêm, Paraquat được nhập vào Việt Nam từ năm 1993. Trước khi bị cấm thì mỗi năm Paraquat gây tử vong trực tiếp là khoảng 1.000 người. Đơn cử như năm 2016, chỉ riêng Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 450 ca ngộ độc Paraquat, trong đó có tới 70% số ca tử vong, tức là khoảng 300 người. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động, và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 4,87 tỷ đô la Mỹ là số tiền thu về từ xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tính đến hết tháng 6 năm 2019. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, theo số liệu ước tính, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 6 năm 2019 đạt 850 triệu đô la Mỹ, giảm 5,8% so với tháng trước, tăng 12,7% so với tháng 6 năm 2018. Trong đó thì trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt là 596 triệu đô la Mỹ, giảm 3,1% so với tháng trước, tăng 13,7% so với tháng 6 2018. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 6 năm 2019, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam ước đạt 4,87 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2018. Trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 3,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2018. Trong nửa cuối năm 2019, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam dự báo tiếp tục tăng mạnh. Theo chu kỳ hàng năm, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ thường tăng mạnh vào những tháng cuối năm nhờ hoạt động xây dựng tại các thị trường xuất khẩu đi vào hoàn thiện, cùng với nhu cầu tu sửa thay thế trang thiết bị nội thất tăng mạnh để đón chào năm mới. Ngành nông nghiệp những năm gần đây đang ngày càng có sức hút đầu tư đối với nhiều người, trong đó có không ít những trí thức có điều kiện tốt cũng quyết tâm từ bỏ công việc hấp dẫn để đi theo con đường khởi nghiệp từ nông nghiệp. Trong chuyên mục Chuyện Nhà Nông ngày hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện về một kỹ sư đã bỏ phố lên rừng trồng sầu riêng. Thông qua câu chuyện này, để thấy được sức hút từ sản xuất nông nghiệp hiện nay, mời quý bà con cùng theo dõi. 14 hectare sầu riêng hơn 5 năm tuổi này là của anh Trần Ngọc Thăng, từng là một kỹ sư trong các công ty Nhật ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng anh lại quyết bỏ công việc mỗi tháng kiếm vài chục triệu đồng để về quê mở trang trại trồng sầu riêng. Đây là mảnh vườn mà gia đình anh để lại đã lâu, nhưng trước đó chỉ trồng điều, cà phê nhưng không mang lại hiệu quả. Vườn này vườn cà phê nhưng mình trồng cà phê ở đây nó không năng suất. Thế là mình thấy sầu riêng có tương lai nên bắt đầu mình quyết định mình đầu tư thằng sầu riêng. Mình vừa phải đầu tư phân thuốc mạnh, vừa phải đi học nữa. Ví dụ như các hội, các đoàn thể mình cũng đều đăng ký để tham gia. Mình học hỏi kinh nghiệm, mới là những kỹ sư của công ty phân thuốc ấy, họ tới họ tư vấn cho mình nữa. Số tiền đầu tư cho khu vườn này lên đến chục tỷ, một con số khổng lồ. Thế nhưng chỉ mới 2 năm được thu hoạch sầu riêng, anh đã lấy lại vốn. Hiện khu vườn này đang có 5 hectare cho thu hoạch. Số còn lại đang trồng mới hoặc chuẩn bị cho thu bói. Toàn bộ sầu riêng đều được thu hoạch đồng loạt theo độ tuổi trái và bán cho thương lái đi thị trường Trung Quốc. Với diện tích sầu riêng lớn, anh đầu tư toàn bộ hệ thống tưới tiêu tự động, phân lô từng vùng để dễ kiểm soát và chăm bón hơn. Tại vì cái sầu riêng nó rất nhạy cảm với cái khô hạn và ẩm và mưa gió. Cái hệ thống tưới này là nó chủ động được. Một héc mình tưới vòi thì hai người phải tưới 2 ngày mới xong một héc. Nhưng mình tưới héc chỉ 30 phút là xong. Thế nên là mình chủ động được làm bông làm trái rồi nó thuận lợi hơn. Để kịp thời chăm sóc sầu riêng, anh thuê 6 nhân công thường xuyên với mức lương từ 6 đến 9 triệu đồng mỗi người. Công việc của mỗi người được phân chia cụ thể, người chuyên cắt cỏ, người chuyên phân bón, người chuyên phun thuốc và công nhân trong trang trại đều có chế độ lương thưởng, bảo hiểm y tế đầy đủ như làm việc ở các công ty lớn. Nói chung là tôi làm việc ở đây được 3 năm rồi. Cái môi trường làm ở đây thì nói về người chủ thì rất là phóng khoáng và thoải mái với công nhân. Đồng lương thì cũng đảm bảo cho công nhân. Còn làm cái sầu riêng này nếu như mà cứ theo dõi cái thời tiết và cái cách thức học hỏi của mọi người đi trước thì chúng nó chả có khó khăn gì cả. Năm nay trang trại sầu riêng này ước tính thu khoảng 5 tỷ đồng và khi cả 14 hectare này cho thu hoạch thì mức thu có thể lên gấp đôi, gấp ba. Với cách làm khoa học, hợp lý thì trong tương lai không xa, trang trại sầu riêng này sẽ là một trong những địa chỉ trồng sầu riêng lớn hiệu quả cao của huyện Đạ Oai. Thưa bà con, nội dung đáng chú ý của Một Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTVA@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con trong chương trình ngày mai.